Cao Phong xin chào các bác và anh em. Trong video hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và test những chiếc đèn laser có điều khiển từ xa. Ánh sáng hoa văn Full HD cực kỳ đẹp để trang trí lộng lẫy và lung linh cho các căn phòng karaoke gia đình. Hoặc kể cả các bác nào đang đi làm sự kiện đám cưới, có thể dùng những chiếc đèn laser này để trang trí vào các cái sân khấu rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đây là một chiếc đèn, các bác nhìn thân đèn của nó rất là đẹp nhé, có rất là nhiều mắt bóng đấy, cả cái mắt thần để nhận điều khiển từ xa này đấy, bóng led, bóng laser, và nó có cả cái quai này các bác nhé. Cái quai này các bác có thể để như thế này ở trên bất kỳ một cái vị trí trung tâm nào của căn phòng các bác, hoặc là các bác có thể treo lên như thế này, treo lên trên cao, chĩa xuống bất kỳ một cái góc nào. Cái quai này các bác có thể nâng lên hạ xuống được do siết cái con ốc ở hai bên này đấy. Đây là một thân đèn, một chiếc điều khiển remote điều khiển từ xa. Nó có rất là nhiều chế độ này các bác nhìn nhé, nó có rất là nhiều cái chế độ bật tắt đấy, do các bác sử dụng điều khiển từ xa, các bác đứng xa các bác bấm, không cần phải bấm ở trên đèn mà các bác bấm điều khiển từ xa như remote của điều khiển tivi, rất là hiện đại, nhiều chế độ. Và có một dây cắm điện nguồn, một đầu cắm vào đèn và một đầu cắm vào điện lưới 220 bình thường để các bác dùng đó, rất là đẹp nha, bao lung linh cho các bác luôn. Và bây giờ em sẽ đứng máy và em sẽ test chiếc đèn này để cho các bác cùng anh em đam mê thưởng thức cái chất của nó rất là đẹp. Vâng, xin mời các bác. Vâng, đây là những ánh sáng hoa văn cực kỳ đẹp của những chiếc điều khiển từ xa đang chuyển các chế độ cùng các bác chiêm ngưỡng. Các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Đó, ánh sáng hoa văn của nó thay đổi rất là đẹp, cực kỳ lung linh. Đây là các chế độ. Đó, nếu như bác nào có tuổi, kể cả những anh em trẻ bay lắc, hoặc là các bác có tuổi thì các bác chọn chế độ chậm. Đây, nếu anh em nào mà bay lắc nhá, chuyển sang bay lắc này. Đó, rất đẹp luôn. Ánh sáng hoa văn Full HD. Một căn phòng tầm khoảng 30m2 đến 40m2, các bác chỉ cần một chiếc đèn này thôi. Đó, tuyệt vời, ánh sáng này. Đó, rất là đẹp. Đó, ánh sáng hoa văn Full HD. Đó, nếu bác nào có tuổi, bác đưa vào chế độ chậm như này nhá. Đó, chế độ chậm như này này thì nó không hợp, rất là hợp với các bác có tuổi một chút này. Đấy, đẹp chưa? Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Quá lung linh luôn. Còn anh em trẻ muốn cho chế độ nháy theo nhạc nhá. Đó, chiếu theo nhạc này. Đẹp chưa? Rất lan tỏa, rất là rộng nhá. Chỉ cần một chiếc đèn này cho các căn phòng khoảng dưới 50m2, không cần phải nhiều đầu tư dườm ra, đưa cho các bác ánh sáng hoa văn cực kỳ đẹp. Đó, quá đẹp. Các bác nhìn nhé, cực kỳ lung linh. Đây em đang test có một chiếc này các bác nhỉ, chỉ có một chiếc thôi, chỉ đem test một chiếc thôi nhưng nó đẹp rộng cả căn phòng luôn này các bác này. Đó, đấy, các bác chuyển chế độ nhá, này chuyển chế độ này, chuyển chế độ này, đó, đẹp chưa, tuyệt vời. Chuyển chế độ tiếp này, chuyển chế độ này, các bạn nào có tuổi thì chuyển chế độ chậm này. Đó, nếu các bạn nào có tuổi nhá, chuyển chế độ chậm này. Đó, tất cả các bác có tuổi cũng dùng cái đèn này rất là hợp. Đó, cực kỳ hợp cho các bác. Nếu bạn nào có tuổi cứ đưa vào cái chế độ này, là chế độ lưu diêu. Đây là chế độ lưu diêu. Đẹp chưa? Rất đẹp. Ánh sáng nó thay đổi và nó là ánh sáng Full HD, tuyệt đẹp luôn. Đấy, còn bác nào muốn bay nhảy nhá, chế độ nháy theo nhạc này, chớp theo nhà, quá đẹp. Đấy, ánh sáng led không này, led không nhá, đây là led không này, led không này. Đó, đây là laser này, chuyển sang laser này, laser không này. Đó, kết hợp giữa laser và led nhá, kết hợp giữa laser và led này, chế độ chậm này, đây là đảo lưu diêu, đẹp lung linh luôn. Và anh em nào muốn bay nhảy, chuyển sang chế độ bay nhảy, đẹp chưa, cực kỳ đẹp nhá, quá lung linh luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu những chiếc đèn laser sân khấu điều khiển từ xa liên hệ với em, quá đỉnh.
Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.